Con thấy ở ngoài thực tế thầy có một cũng không không ít đâu những cái trường hợp những cặp vợ chồng khi mà họ khó có con, ví dụ như về y khoa đã trả lời là hiếm muộn rồi, nhưng mà sau một thời gian họ đi cầu khẩn ở những nơi thờ tự thì một thời gian sau họ có thai và sinh con. Vậy thì từ đó thì những cái thông tin là nơi đó là linh ứng cho việc cầu con, thầy giải thích giúp con cái vấn đề này ạ. À, thì đương nhiên là tâm lý của bình thường của con người đó là họ rất là tham lam, họ không có thích làm, đa số là họ lười biếng, ok, họ không thích làm và họ thích hưởng. Không thích làm không thích, mà thích hưởng đó, thì những người đó họ thích làm gì? Họ thích đi đến những cái đền họ cầu thần. Với lại ông bà ông địa, lại cô cậu chín gì đó, cô mơ cô một cô mộc cô mèo gì đó, cho con xin đứa con trai, cho con xin đứa con gái. Ủa, anh lấy cái gì anh cầu mà anh xin? Cầu làm sao, ở đâu ra? Thấy chưa? Dĩ nhiên là họ phải có cái phước có con cái đã, mặc dù là nó khó nhưng mà họ phải có cái phước đó. Rồi thì khi họ đi cầu thần đó, thì các cái vị thần đó mới dựa vào cái phước của họ có đó mà họ tạo ra cái phương tiện để cho họ có. Nhưng mà như vậy có nghĩa là anh đã sinh, anh đã nằm trong cái hệ của tham lam rồi. Còn tu Phật nó khác, Phật anh không có tới anh cầu kiểu đó, không có là Nam Mô Đại Bi Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, cho con xin đứa con trai, xin cho con đứa con gái, lại suốt ngày suốt đêm, không có. Tại sao? Đối với Phật, bạn tu đúng bạn sẽ có, tôi không thể cho bạn được, trừ những người, có những người họ đi ra những cái tượng Quan Âm thật lớn, như là chẳng hạn như ở chùa của ở Đà Nẵng chẳng hạn, chùa Linh Ứng đó, hay là thí dụ họ đi Đà Lạt họ ra họ cầu với Đức Quan Âm xong rồi họ về họ có con, và con họ lớn lên thích ăn chay niệm Phật chứ không thích làm gì khác, cái điều có, tại vì trong phước của họ họ đã có con tốt như vậy rồi, cho nên họ ra họ cầu là con. Anh không có phước đó, anh có cầu 1.000 lần cũng không có, anh có cầu ngày này qua ngày nọ cũng không có, chỉ trừ anh tu thì sẽ có. Đó. Cái vấn đề nó khác nhau ở cái chỗ là tham lam là mong không làm mà có, tu là do làm mà có, hai cái này nó khác hoàn toàn khác nhau. Nó khác nhau hoàn toàn, ok. Mà tu theo đạo Phật là anh phải làm mới có, Phật không cho anh được cái gì hết á. Thấy, thấy có nhiều người không? Thầy ơi con chuẩn bị đi 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 sinh con, bữa nay là đi vào nhà thương để sinh con, trước khi con đi thầy chúc mừng cho con một cái để con cho con may mắn, thầy 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 nói một cái gì đó chúc mừng con đi. Ủa thầy có chúc mừng con nữa, vậy thôi đâu có bổ ích gì đâu, con lo con niệm Phật thì con có phước đức, thầy có nói cho con cũng vô ích, chả giúp được con gì hết á, ok, chuyện nó của con phải chuyện của thầy đấy. Nhưng mà người ta vẫn có những cái niềm tin như vậy. Đấy nha. Mà nếu như người ta có niềm tin vậy mà thầy lại chúc cho họ, rồi thầy cầu nguyện cho họ để họ có con, thì bắt đầu thầy trở thành là ông thầy linh ứng. Và ông thầy linh ứng vậy là bây giờ là thầy cũng đâu có tu được nữa, đâu còn thời gian gì đâu. Tại vì những cái người không có con họ có bu tới nó đi kiếm một Hoàng Quý Sơn, ông chỉ cần ông nói một cái là có thôi. Ông nói cầu cho, nói chúc con có con, sinh con đẻ cái tốt lành, thế là sinh con đẻ cái tốt lành. Vậy là bây giờ là thành ra Hoàng Quý Sơn là Hoàng sinh con. À, thần linh họ là như vậy đó. Tại vì cái niềm tin, hễ một khi con có cái niềm tin là bắt đầu nó trở thành linh ứng ngay thôi, do cái tâm của mình đó. Đó. Thầy cái này thầy đã nói rất là nhiều rồi. Cho nên đạo Phật đó, các cái vị mà họ họ tu hành chân chân chính, họ không bao giờ làm mấy chuyện tào lao gì hết. Ok. Chuyện đó của cô tự động cô lo đi. Cô tu đúng giống như tôi nói thì cô sẽ có con. Còn cô đừng có mong cầu tôi chúc mừng cái gì không có đâu. Ok. Thầy ơi, vậy là qua cái phần mà giải thích của thầy thì con hiểu là không nên đến những nơi mà thờ thần thánh như đền đình để cầu xin. Không nên, tuyệt đối là không nên. Bởi vì mình sinh ra xong rồi á, con đi tới đền á thì con khấn cái gì? Tại do cái tấm tham lam của mình là không làm, không muốn làm mà muốn có. Đó, cho nên là một con cỏ xanh nhảy quanh hòn đá, chờ nước cạn ăn tôm ăn cá. Ba cỏ xanh nhảy quanh hòn đá, chờ nước cạn ăn cá ăn tôm. Rồi, cho con làm ơn các ông bà thần thánh gì, cửu huyền thất tổ gì, trên trời dưới đất gì đó, cho con xin đứa con trai. Nếu mà cho con xin đứa con trai, con về con bảo đảm nha,
sanh ra rồi con sẽ trở lại con tạ ơn ngài, tạ bao nhiêu đó không biết, cái lúc mà cần đó xạo lắm, hứa đủ hết. À, cái bản chất con người mình là tham lam xạo sự ba lát, ok, cho nên là lúc đó hứa đủ cả rồi, tới chừng mà sinh ra được rồi đó, mỗi năm cứ phải đi cúng đi bái đi đi trả lễ, cực quá bắt đầu mệt. Yeah. Mệt rồi xong không đi, không đi một phát cái là con thằng nhỏ nó bệnh hay gần ngất ngư thí dụ vậy, bắt đầu sợ khủng hoảng lại phải đi tiếp 5 năm, 10 năm, 20 năm, hoặc là tự nhiên đem vô chùa mấy cái đền. Chùa thì không nói, nhưng mà mấy cái đền mà chùa ngoài Bắc thì cũng vậy thôi, cũng y vậy, giống như mấy cái đền vậy thôi, không khác nhau gì hết. Yeah. Đem mấy đứa nhỏ đi vô đó để gọi là bán cho chùa. Thế là bây giờ sợ hãi, lúc nào ngồi cũng sợ. Là bây giờ bán xong rồi không biết làm sao để chuộc lại. Ủa chứ mắc gì phải đi bán rồi phải chuộc, thấy không? Họ toàn là làm những cái chuyện tào lao như vậy, nhưng mà họ rất thích. Và tốn rất là nhiều tiền nhưng họ rất thích. Còn cái bản chất mà tự họ tu để họ đạt được hết tất cả những thứ đó họ không thích. Bởi cái bản chất lười biếng, không muốn làm mà muốn hưởng. Chỉ muốn ngồi không ăn thôi. Rất là cực. Mà tại sao thầy biết cái này? Sở dĩ thầy biết những cái đó đó là tại vì họ tới họ hỏi, họ nhờ thầy hoài thầy, cho nên thầy biết. Bây giờ làm sao con, thầy ơi con làm sao con, bây giờ con bán cho chùa hay bán cho đền rồi, hay là bây giờ con đi cầu tự con có, mà mỗi năm bây giờ cứ phải nghĩa là làm nghĩa là phải làm sao á mà để cho con không phải đi tới đền đó để mà là làm lễ nữa, hay là phải cúng cái này cái kia nữa, gọi là trả lễ đó, mỗi năm là phải đi trả lễ bao nhiêu tiền đó, tốn 1-2 triệu gì đó thí dụ vậy, 2-3-4 triệu whatever, cái gì cũng được, nhưng mà đại khái nó là như thế. Thì thử hỏi nếu mà mình làm việc mà mình phải đi trên cái con đường mà cực khổ như vậy, tại sao mình phải làm? Mục đích của mình là phải được hạnh phúc, đúng không? Mình sống là mình phải được hạnh phúc, mình muốn làm cái gì là mình phải được làm cái đó. Chứ tại sao mà tôi sống mà tôi phải chịu lệ thuộc bởi những người khác là cái chuyện vô lý như vậy, mà lại họ lại chấp nhận, và họ lại rất không những chấp nhận mà còn lại rất thích nữa chứ, là quái gở. giống như cái đầu của họ bị cái gì, họ suy nghĩ nó không có được bình thường. Cho nên mình cái này đó là mình phải hiểu cho rõ, tuyệt đối là đừng nên làm bất kỳ một cái gì mà đưa mình vào trong cái thế bí. Đã, các bạn hãy nhớ rõ như vậy nha. Thành ra đó là muốn có con, quý vị chỉ cần phát cái tâm, quý vị tu tập, lập tức quý vị sẽ có con. Ok, cái điều này ở trong làng ta đó nó nhiều không thể tưởng được. À, tôi không cần phải nói biểu diễn hay là nói gì với các bạn cả. Tất cả thứ đó các bạn cứ hỏi những người mà đã từng ở trong làng thì sẽ biết ngay thôi, không có cần gì phải hỏi tôi hết, tại vì tôi có lý do để tôi phải nói dối với các bạn nha. À, cho nên là con phải biết là dạo này đó cái nghệ thuật mà làm truyền hình của thầy đó bắt đầu nó cao rồi, có lúc đó thì thầy sẽ để cho con làm một mình, ok. À, có lúc đó là thầy sẽ làm một mình, cho nên con cũng đừng quan tâm là tại sao tự nhiên không mình biến mất nha. À, con tưởng con bị ao khỏi màn hình. Ừ, rồi. Dạ nắm hết chưa? Con không ngờ là hôm nay là kỹ thuật của thầy là cao tay đến như vậy. Thầy là bắt đầu là tại bữa nay ta có làm phép rồi. Vậy là con bước cổ quá, là con không bắt nhiều. Rồi, ok. À, thầy ơi, con sẽ còn một cái thắc mắc nữa, con nhờ thầy giải thích trước khi mà con gửi đến thầy cái câu hỏi của cái tiếp hả? Dạ. Đó là hồi nãy thầy nói rồi, không chỉ nên tu nếu mà đối với những cặp vợ chồng mà hiếm muộn á hoặc là vô sinh á thì nên tu thì cầu may ra thì sẽ có con, còn không nên đi đền để mà cầu xin thần thánh. Vậy thì lỡ nghe. Như con không biết, con đã lỡ đi rồi và đã có được cái đứa con như ý muốn rồi thì bây giờ bắt cầu, con nghe thầy nói là con hoang mang rồi đó. À, không đâu con, nếu mà con đi cầu là tự động con hoang mang thôi chứ cần gì phải nghe thầy nói. Nội cái đi, con đi trả lễ mỗi năm là con đã hoang mang rồi. Dạ. À, vậy thì đối với những cặp vợ chồng mà sinh được những đứa con như vậy thì bây giờ những bậc cha mẹ đó cần hiểu gì và làm gì để đứa trẻ được bình an ạ? À, thì cái việc đơn giản là họ chỉ có tu thôi. Việc của họ là họ cứ tu thôi. Rồi họ cũng cần phải đi lễ đi lọc gì nữa hết. Thí dụ như nếu mà họ là cái người mà thật tu đó thì họ sẽ đi tới cái đền đó
rồi họ làm một cái lễ, rồi bà nói rằng ok cảm ơn bà chú sứ hay là bà chú siết gì đó, hay là ông 30 ông 31 gì đó, hay là cô mơ cô mộng gì đó, không biết. Tất cả tôi bây giờ tôi nói với các vị vậy nha, ok, cái sự mà nói cái lòng mà cảm ơn của tôi đối với quý vị đó là nó cùng tận. Yeah. Và bình gì đã nhiều năm tôi cũng vẫn để thể hiện cái lòng đó, nhưng đến hôm nay chúng tôi đã bắt đầu tu theo Phật, và dĩ nhiên tôi biết quý vị cũng rất là thích tu theo Phật, nên là tôi đến đây làm một cái lễ này hôm nay, lần này là coi như chúng ta xong. Nhưng mà không có nghĩa rằng tôi không đến đây nữa là tôi không cảm ơn quý vị. Yeah. Cái lòng của tôi là lúc nào tôi cũng nhớ đến cái công ơn mà quý vị đã cho tôi một đứa con. À, ngày xưa tôi không biết tu cho nên là tôi đã làm những cái điều như vậy, nhưng bây giờ tôi biết tu rồi thì tôi xin đến đây lần cuối cùng vậy thôi. Thì cũng giống như như thầy nói chuyện với bà chúa cái đền gì mà ở trên bà Thánh Mẫu đó, à bà ở cái chùa mà ở ngoài Bắc đó, tự nhiên thầy quên mất cái tên đó ha, hình như là bà gì đó Thánh Thiện, tự nhiên quên cha cái tên tức ghê. Anyway thì thầy cũng nói với bà bình thường vậy đó. Tôi nói thôi bây giờ vậy, bà có muốn thành Phật bà cũng phải tu, ok. Yeah. Thành ra bây giờ bà tự bản thân bà tu cực khổ, bà chưa xong, cho nên là bây giờ vậy, tất cả các đệ tử nào mà nó vô đây theo đạo mẫu đó, bà đưa hết qua đây cho tôi. Mà thầy vô thầy đứng trước mặt bà thầy nói vậy đó. Bà cứ mời ha, tôi tới đây, thầy vẫn chắp tay thầy xá bà. Dĩ nhiên là lạy là thầy cũng lạy rồi đó, thầy xá, thầy chỉ có lạy Phật thôi, không có lạy ai khác ngoài Phật hết. Ok, xá bà. Tôi tới đây là để tôi trải cái lòng tôi ra, tức là cái sự chân thành. Tôi đến để mà tôi cho bà biết là kính trọng bà, tôi đến đây để tôi nói chuyện với bà. Thế cho nên vì vãn cảnh ở đây cho nên tôi vào đây tôi thăm bà. Thế bà cũng phải tu vậy, bà cực khổ lắm. Thôi thì bây giờ vậy, các cái đạo mẫu mà các con nhang gì cơ đó, họ dùng những cái danh từ đó, thì bây giờ bà có làm gì làm rồi cuối cùng bà cũng phải hướng dẫn họ tu, bà cũng phải dạy cho họ tu để họ mới có thể tốt được, còn không thể tốt được. Cho nên thôi giờ tôi nói chuyện với bà vậy cho nó tiện. Bà cứ đem hết mấy cái người mà con nhang rồi đó theo đạo mẫu đó, bà gửi qua hết đây cho tôi nha. Rồi vậy đó, là để tôi hướng dẫn cho họ tu vậy theo đạo Phật nó tốt hơn. Rồi thế đó nha. Rồi coi như là mình có một cái công ước vậy đi cho nó tiện. À, thấy không? Thầy vô thầy nói chuyện với bà cũng bình thường vậy thôi, không có vấn đề gì đâu. À, quý vị là khán giả đang nhắc là có phải thầy muốn nói đến là bà chú Kho đúng không ạ? Không, bà chúa gì mà ở Tây Thiên á, bà chúa Tây Thiên ở chùa ở Tây Thiên á. Ở chùa Tây Thiên á. Nói chung là ý của thầy muốn hướng dẫn là có cái gì thì cứ phải nói rõ ràng. Nói rõ. Là với con người ta cũng vậy, cứ nói rõ. Ngay cả với Phật cũng phải nói rõ. Tất cả mọi thứ mình làm là mình cứ nói rõ ràng vậy đó, mình trong tâm mình sao mình chân thật mình nói như vậy, không ai bắt bớ gì mình hết. Đừng có nói xạo, đừng có gạt, đừng có nói những cái lời mà nó không thật, không nên. Mình cứ nói thật, có gì nói đó. Câu hỏi đầu tiên của vị khán giả mà Nhung muốn gửi đến thầy đó là có nội dung như sau nha. À, thầy ơi, tuần trước con có nghe câu trả lời của thầy về vấn đề con cầu tự rằng không nên cầu con ở các đền. Thầy cho con hỏi trường hợp nào thì được coi là con cầu tự ạ? Vợ chồng con mới cưới đi du lịch có ghé các điểm tham quan như là mộ chị Võ Thị Sáu ở Côn Đảo, khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu ở Bạc Liêu. Khi dân hương tưởng niệm thì tụi con khấn chung chung và có đề cập đến ý muốn là có con. Sau đó hơn một tháng thì con biết tin mình có bầu. Như vậy có được coi là con cầu tự không ạ? Vì tụi con không chủ đích đến đó để cầu con cái, nhưng nếu có thì tụi con có cần, có nên làm gì không ạ? À, thì cái chữ cầu tự có nghĩa là tự là chùa đó, là phải vào chùa cầu mới gọi là cầu tự. Ngày xưa người ta cầu tự là người ta vào chùa, người ta ăn chay nằm đất để người ta tụng kinh niệm Phật, trì chú, cầu nguyện để có con, gọi là cầu tự. Dạ. Yeah. Ok. À,
bây giờ đi đi đâu cũng cũng cầu hết, thí dụ như mình đi tới mấy cái chỗ đó thì đâu gọi đâu phải là cầu tự, nhưng mà giống như là mình cầu thần. Thường thường mình đi mấy cái chỗ đó thì họ vẫn có những cái âm hồn họ ở đó, nhiều khi mình tới đó mình cầu nó hợp duyên họ lại đi về với mình, cho nên đâu có chắc gì là tốt đâu. Cầu tự có nghĩa là do mình tu tập để mình có được cái phước đức mà để mình có con, thì dĩ nhiên là nó phải tốt rồi. Bởi vậy trong làng mình á, thấy không, những cái đứa nhỏ mà nó sinh ra là tại vì mẹ nó trong 9 tháng trước khi có con đã bao nhiêu năm, có người đã chục năm đó, giống như một cô ở trong trong làng ta là mới trong năm nay nè, 11 năm trước đó có một đứa con trai, sau đó 11 năm sau muốn có con, tìm đủ mọi cách tốn không biết bao nhiêu tiền, hai vợ chồng khá giả mà, cho nên tốn rất rất là nhiều tiền vẫn không có con được. 3 năm trước gặp thầy, rồi khi thầy về Việt Nam cũng có đi theo, thầy đi Nha Trang đi theo à, mà tại vì cô này cũng tên Trang luôn, thầy đi Nha Trang đi theo à, cũng ra Nhà Trang rồi, xong rồi tu tập một thời gian thì có bầu, đến lúc có bầu rồi sinh ra thì cũng không sinh ra được, ôi khóc lóc với thầy, thầy nói khóc cái gì, tu không đúng thì nó không có con, hỏi làm sao để con có con, muốn có con thì tuyệt đối đừng mong có con, chỉ là tu thôi. Ok, chỉ tu khi mà mình muốn có con đó, mình nói ok bây giờ con bắt đầu từ bây giờ là con sẽ tu để có con, và chỉ vậy thôi, nhất định là con sẽ có con và hết, không có nghĩ cái gì tới cái chuyện có con nữa hết. Thế là năm sau cô tự động cô có con, sinh đứa nhỏ đó nó đẹp vô cùng, mặt mày nó đẹp lắm, cứ nhìn tất cả những đứa nhỏ, những như đứa bé mà trong làng mình sinh ra mấy trăm đứa đó ha, nhìn đứa nào đứa nấy ngay cái đế mũi của nó là nó chần dần vậy nè, đứa nào đứa nấy thôi một cục như vậy đó, hỏi làm sao mà bây giờ nó muốn nghèo nó làm sao nó nghèo, cuộc đời nó bắt buộc nó phải từ bằng cha mẹ nó trở lên chứ không thể nào dưới được, nếu nó không phải là tỷ phú thì nó cũng phải là triệu phú, hoặc là cuộc đời của nó phải ăn rồi ở không chơi thôi, chứ nó không thể nào cực khổ được hết, tại vì đó là những đứa nó phước đức của nó nhiều, cha mẹ nó tu như vậy, mẹ nó tu 9 tháng 10 ngày hỏi mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, trí tuệ của nó làm sao mà không thông minh, nó sinh ra là nó đã hàng ngàn lần thông minh hơn những đứa nhỏ khác rồi, thì làm sao nó được thành công, đúng không? Đó, cho nên nếu mà mình tu đó thì bắt buộc con mình nó phải tốt thôi, mình có muốn nó không tốt nó cũng phải tốt thôi, mình không muốn nó giàu sang nó cũng phải giàu sang thôi, bởi vì chỉ có cái loại đó nó mới đầu thai nó làm con mình, còn cái loại xà bát tào lao nó nhất định nó không bao giờ vô làm con mình, bởi mình có phước làm sao mà nó mấy cái thằng xà bát kia nó làm con mình được, đúng không? Đó, đơn giản vậy thôi, nhưng họ không chịu. Và cứ nhưng mà cái câu hỏi của bạn này là bạn có đi Thì phải đến ráng tu, phải ráng tu, không tu không làm gì được hết đó, đâu biết ma quỷ gì vô đầu thai làm con mình đâu biết đâu, mấy đứa trôi sông lạc chợ nào, tại mình đi tới mấy cái chỗ đó nó không phải là những cái hoặc là có thể nhiều khi thí dụ tới Cao Văn Lầu là ổng là chuyên về ca hát, thì nhiều khi sinh ra đứa con nó chỉ đi thích ca hát Vậy thì thôi. nếu mà bạn này cảm thấy bất an thì bắt đầu mình cứ tu đi đúng không ạ thầy hả? Phải rồi, không có ai giúp được hết á, chỉ có mình giúp được mình thôi, không có ai giúp được mình hết. Thầy ơi, nếu mà không phải là đi đền đi đình để mà cầu con mà cầu gia tiên xin gia tiên để có con thì nó có khác gì không ạ? Không có xin ai được hết trơn, gia tiên bản thân họ họ lo, họ không xong sao họ lo cho mình được, bây giờ bản thân họ họ Ý ý của vị khán giả này hỏi rằng là người này cầu gia tiên để có con, vậy thì họ có bất an không? không không phải cái chuyện mà người ta cứ nghĩ rằng là gia tiên có cái khả năng cho họ con, không có, không được, Do cái không có phước của gia mình. tiên nào. Nếu gia tiên có phước thì bắt buộc đời con đời cháu nè, mình cứ nhìn Khổng Tử đi, 70 nghĩa là bao nhiêu, 70 đời của Khổng Tử, biết bao nhiêu từ cái thời của Khổng Tử tới bây giờ biết bao nhiêu đời, thấy chưa, đời đời kiếp kiếp của họ phước đức nó nhiều đó, nếu mà anh làm phước được nhiều như vậy thì tự nhiên cái đời sau đó con cái gì lúc nào nó cũng giỏi hết, đời nào nó học cũng giỏi hết, đó là do phước chứ nó đâu phải là do tại vì cầu Khổng Tử mà có được đâu, ổng cũng đâu giúp được gì cho con cháu ổng đâu, đúng không? Ủa vậy chứ mày cầu tao mà mày không làm phước tao làm sao tao giúp, tụi bay muốn tao giúp cái gì, cho tụi bay được cái gì, không cho được cái gì hết á, tụi bay tự làm tự hưởng chứ tao làm sao tao cho được, đúng không? À, nhưng mà tại vì chúng ta đó là nói là Khổng Tử là giống như một bậc thánh á, mà còn vậy nữa huống nữa người thường chứ, nói cứ hỏi chút mà cầu cầu tổ tiên, cầu tổ tiên, nếu mà tổ tiên mà thành thánh á,
thì tổ tiên cũng đâu có rảnh để về cho mình lo cho mình. Nếu mà lo cho mình vậy đâu phải là thánh. Lo là phải, thể làm thánh là phải lo cho tất cả chúng sanh chứ không phải lo cho phần mình. Yeah. À, cho nên cái chuyện mà mình cầu đó là nó không đúng. Do mình tu được chứ không phải mình cầu Phật được. Phật cũng cho mình được, nhưng mà tại vì do mình tu cho nên thầy tu nè, ráng tu giỏi. À, cho nên nó như do có cái nhân duyên đó mình tạo cho chút duyên để cho có những đứa con lành, đứa con tốt thì cái đó đúng. Chứ con bảo rằng mình đi cầu tổ tiên mình để mình có được, chuyện vô lý. Tổ tiên mình nếu tốt thì họ đã về trời. Yeah. Còn nếu không họ đã đầu thai làm người. Chỉ trừ phi là họ trở thành thần thì may ra mình cầu họ họ giúp được. Ok. Còn không mà nếu họ xui nữa họ xuống địa ngục ở chịu, mình giúp họ chứ họ không có khả năng giúp mình. Còn nếu họ làm trâu bò cho chó ngựa gì đó thì mình coi như là cuộc đời của họ thui hẻo rồi, đúng không? Hoặc là họ làm ngạ quỷ, họ làm ngạ quỷ thân họ ăn họ còn không đủ ăn nữa, đói khát tối ngày, họ làm sao họ giúp mình. Cho nên cái chuyện mà mình cầu tổ tiên đó là mình cầu tổ tiên là tại vì mình tôn thờ kính trọng tổ tiên mình. Yeah. Mình nói lên cái lời đó cũng giống như là để cho chư trịch thiên chư thần chứng giám cái lòng thành của mình đối với tổ tiên mình. Chứ nó không phải là mình cầu họ thì họ sẽ giúp cho mình được. Hiểu cái đó là nó sai, hai cái này nó khác nhau. Sở dĩ mình nói lên cái điều đó là mình để mà mình bày tỏ cái lòng, trời ơi tổ tiên ơi, con bây giờ kiếm con không có, bao nhiêu năm rồi không có con được, cho nên mới nói ra những cái lời đó. Nhưng mà thử hỏi anh sát sanh hại vật, anh đời trước phá thai, ông bà cha mẹ phá thai tối ngày, bây giờ đi kiếm con cầu tổ tiên làm sao ra? Thí dụ có cầu tổ tiên thì mấy con ma nó đi theo, nó kéo ông làm được cái gì, bà làm được gì, hồi đó bà phá thai bà giết tôi, tụi tôi biết bao nhiêu đứa nè, bây giờ đang đi theo rình nắm bà kéo bà nè, bà làm sao bà giúp, thấy không? Thành ra mình nói những cái đó là mình thấy cái sự hiểu biết nó đã sai lệch hoàn toàn rồi. Cái tư tưởng là mình nói với tổ tiên là để mình cớ cho họ thấy được cái lòng thành của mình với họ, thế thôi. Còn cái khả năng mà họ giúp mình là không có, trừ phi mà họ tu họ thành, họ chứng đắc những cái gì đó cao hơn thì cái đó mình không nói. Nhưng mà cái đó thì đếm được trên đầu ngón tay. Dạ, có thể rằng là cái vị khán giả này là ngay cái lúc mà mình cầu xin tổ tiên thì nó trùng hợp á thầy, trùng hợp là cái phước của họ đến nên do họ cái... có... dạ nên họ có do con cái phước đó đến. Nên họ bị lầm tưởng là gia tiên đã phù hộ cho họ có con, mà thực ra sau phần giải thích của thầy thì đó là không phải. Dạ con cảm ơn thầy. Nam mô Dược Sư Phật, Nam mô Dược Sư Phật, Nam mô Dược Sư Phật, Nam mô Dược Sư Phật.